Hello anh em đã tra hết cái channel của mình nha. Mình là vlog, mình đến từ ngày lục bộ đây xin ra cho anh em. Mình mới ngủ dậy, giờ cũng là 40 khuya nè. Ngày hôm nay mình có một chuyến đi xa. Hôm nay mình sẽ nay mới đầu xuân anh em. Hôm nay mình với Khánh sẽ đi xuống đây miền Tây để gặp anh em HT Vlog nha anh em. Để mình đi đến gan xúc miệng gương mặt cái mình qua tiếp anh em xem nè. Ok. Xương bảy sự bạc cho mấy chú rồi sao Khánh sao bảy sự bạc ra hai thằng ngu như anh em coi Google Maps mà nó không coi đi đường xe máy mà bấm đi đường ô tô chạy vô cao tốc bên em vô cao tốc chỉ đúng có mình là xe máy còn nhiều là ô tô mà đang chạy hỏi những cái bác xong luôn anh em bảy sự bạc của tôi ngu rút một buổi sáng hả Khánh. Giờ mình đang trời mới rạng sáng anh em. Mình đang trời nằm nghỉ mệt xíu sáng để mình điện anh Mẫn đón mình qua nhà anh Quy nha anh em. Ok. Anh Trần Tấn Quy nha anh em, bịp kèo. Hẹn anh em mình sáng đã giờ vô nhà ngủ nha anh em. Kêu không ai mở cửa nè. Bịp kèo anh em ơi. Chơi cho hai anh em tôi leo cây luôn. Ý nè anh em ngủ điện nãy giờ không dậy luôn anh em. Anh em ngủ mơ, anh ngủ mệt. Sao Khánh? Mệt mỏi không Khánh? À, không mở cửa luôn nè, ngủ trong nhà luôn, bỏ đứng ngoài sân luôn rồi. Thôi luôn. Sao bao nhiêu chờ đợi anh Quy ngủ cái anh Sơn của mình thì cuối cùng cũng được dắt đi anh. Ăn gì anh ăn dưới anh nào? Anh ăn gì anh ăn dưới hả? Món này là món gì? Review cho anh em. Món này ăn cứt hả? Anh ăn cái gì anh review? Dạ, món này ăn gì? Món này ăn cứt hả? Quá. Đây là trứng non xào mướp. Nói gì không nghe gì không nội. Đây là trứng non xào mướp. Rồi. Rất là ngon. Ngon rồi sao nữa? Vậy thôi à? Studio nha anh em. Hôm đang studio làm phim cho anh Nguyễn Minh Mẫn nha anh em. Hello anh em, mình mới tối nay mình ngủ nhà anh Quy mới dậy nha anh em, do hôm qua điện thoại mình mất pin nên không quay được. Giờ anh Quy với anh Quy chắc mình đi quay nha anh em. Ok. Đây mình đang đi bộ em hẻm nhà anh Quy. Ok. Môi em sáng. À anh Quy anh Quy. Giờ đi bộ ra ngoài xe hơi nha anh em, mình thấy đang trời. Hồng cao tiên tâm mọi ngày anh đây. Người ta mình làm Sài Gòn cho lo. Anh đây làm gì anh? Xếp qua ba lần em. Đây là xét hung gần anh. Chưa. Có hồng cao nắng lên em ơi. Đây xe hơi nha. Cảm ơn.
lên xe bạn. À, không có tiền tầm 1.000 anh lấy rồi. Đây à, đây à. Này mình đâu à? Jessica. Đó giỡn nữa, phải cái Jessica đi nè. Ghê, đất ngu. Đi qua Campuchia. Nơi rớt thơm nha. Rớt nổi lên mà. Nổi. Ok anh em. Mình đi. Đi qua bên ngay kia. Bên tè để mình quay xe nha anh em. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi. Ô mẹ, nó chưa thấy con nít sớm nào mà nó quậy như con nít sớm này ha. Suốt ngày ăn nhậu, nẹt bô, đua xe, gái gú, y lùng lụ, má chạy ra chạy vô nào ấy, đầu tóc sững sững sững. Đêm gặp anh Thế Hào Thiên. Thank you.
kìa, cái gì luôn. Hình tiếng chạy tim. Rồi giờ sao phải không mấy à? Giờ sao này? Tức mình vô review. Ê, giờ mình chạy về đường nào hết? Lên em đem đến giờ anh em cùng Sam chia. Rồi. Chừng anh em. Thấy không? Mẹ mình sẽ đem tới cho anh em con si rút. Xong một tạp gì nè. Dọn đồ đạc bỏ ba lô về nha anh em. Ủa đâu ra? Ủa BTS lại. Thôi chán mắt kiến chứ. Tưởng mắt. Quá phát nằm trên đây nè. Tưởng mắt rồi chứ. Thôi. Không biết ăn gì chưa ta? Trời ơi, mẹ này. Cái này ship ba lô nha anh em. Thiệt. Ok. Để mình chờ anh Huy đang cắt xe lịch rồi, để chờ anh về nói với anh Tiến nha nè. Ok em. Thất hồn. Về dẫn không nha. Từ từ nha. Ok chứ nhanh. Chứ chị nhanh quá lại mau tới. Anh về luôn á. Ok, bye bye. Yeah. Ok anh em, mình cũng mới về tới nhà quán xe anh em đó. Thì mình nãy mình về lúc mấy giờ ta? Nãy mình về 9-10 giờ á. À, mình về đây cũng phải 2 tiếng đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Quá đuối luôn anh em, trời chơi từ hôm qua tới bây giờ luôn. Nay mùng mấy tàu? Nay chắc mình đi hôm mùng 7 đúng không? Đúng rồi. Nay là mình nay là mùng 8 đúng rồi. Là sắp qua mùng 9 rồi đó anh em. Thì mình về mình cũng buồn lắm anh em. Đó. Mình lại ghế mình ngồi nói chuyện ha. Đó, ngồi đó. Mình tâm sự anh em đó. Thì về cũng buồn anh em. Tại vì ở dưới chơi với mấy ảnh vui lắm. Xuống dưới thì mấy ảnh dắt mình đi chơi. Rồi đi ăn uống anh em. Rồi dắt mình đi quay xe để mình học hỏi kinh nghiệm nữa. Rồi mấy anh dắt mình đi ăn uống là mình rồi trả tiền mấy anh chữ thằng gánh. Thì đó, tại mấy anh lớn mà tại mình còn nhỏ mà anh em. Thì mai mốt mấy anh lên đây thì mình dắt mấy anh đi lại thôi. Đó thì nói chung là về cũng buồn. Đi chơi thì vui á, nhưng mà lúc về thì buồn anh em. Tại vì anh Thái với anh Huy là người truyền cảm hứng cho mình để mình quay YouTube anh em. Là anh Thái với Mươi là người truyền cảm hứng để
mình có hướng để mình kêu Khánh qua YouTube nên bây giờ mới có video cho anh em xem á. Đó thì cũng nói chung là hồi đó anh em, hồi đó mình rất là hâm mộ anh Thái Vinh Quy luôn. Thì mình lúc đó mình chỉ ước là cứ như được comment, lúc đó là like ảnh like TikTok đó, lúc đó là dịch đó, lúc đó ước là comment chỉ cần được anh trả lời thôi là vui lắm anh em. Đó thì bây giờ thì xuống chơi với anh thì lần đầu tiên gặp anh với anh cũng hơi kiểu như là sao ta, kiểu như trong người mình đó sao ta, nên kiểu như gặp được người mà mình thần tượng đó đó thì anh em cũng hiểu cảm giác đó mà. Đó thì bây giờ làm sao ha, bây giờ làm sao, giờ chứ ha, mình làm bạn anh em quá. Đó thì mình nói chung là mình nói với anh em cũng hiểu hả mong đó. Thì mình rất là cảm ơn Thái Vinh Quy đó, cái thứ nhất là truyền cảm hứng mình đến con đường YouTube này đó, cái hai là xuống dưới mấy anh đón mình rất là nhiệt tình nha anh em. Đó thì cũng cảm ơn mấy anh luôn. Thôi thì video đến đây thì cũng kết thúc, cả anh em mình đi đường xa từ chánh từ miền Tây lên đây đuối lắm anh em. Thì bây giờ cũng khuya rồi, thôi mình tạm biệt anh em. Nếu anh em thấy cái hành trình của mình như hay thì anh em cứ like hoặc comment share đi, mai mốt mình sẽ xuống dưới tiếp cho anh em xem. Nhưng mà mai mốt xuống dưới là không phải chơi với anh em mà là xuống dưới cho Khánh đi học hỏi với anh em đó. Thì tạm biệt anh em, bye bye.